sinh nhan cứ auto để cho nó nháy sinh nhan hai lần như này ngoài bốn cái tình huống gây ra thì cứ để cho nó nháy sinh nhan hai lần như này nhá đặc biệt là vào buổi tối này đặc biệt là vào buổi tối phía trước là cái xe tải này nhá tất cả đều là nháy sinh nhan hai lần lập nháy sinh nhan hai lần lập nháy sinh nhan hai lần lập vậy thì có nhiều bạn bảo là vậy thì biết cái nào nháy sinh nhan hai lần rồi đó thì biết là nhiều bạn đặt câu hỏi là đó là nháy sinh nhan hai lần ở đâu thì đây trong sách của thầy cũng đã nói luôn với bạn là gì ạ? tập trung để ý cho thầy hai điểm như sau một là cái vô lăng hai là cái đít xe một là cái vô lăng hai là cái đít xe khi đã vào buổi tối rồi biết trước được thì đúng rồi thì tập trung cho thầy đúng hai điểm thằng nào nháy thì cứ để cho nó nháy hai lần thì để vô lăng này đi xe này vô lăng đi xe vô lăng đi xe thằng nào nháy ạ chưa thấy thằng nào nháy cả kệ nó cứ tập trung vào đây là thằng này nháy đâu đâu nháy cứ để nó nháy hai lần nháy cứ để cho nó nháy hai lần đúng rồi à, văn ban banh văn ban banh hả văn ban banh cùng quê hả ô thầy ở thanh hóa mà đây ờ, các bạn cứ nhớ cho thầy như vậy thôi còn không bao không cần biết đây là thì cũng bao nhiêu hết thầy cũng không nói luôn với bạn vào phòng thi chúng ta cũng không bao giờ biết đây là tình huống bao nhiêu cả được nhưng đây là tình huống số 50 này đây là tình huống số 50 đây xem lại một lần nữa nhầm xem lại một lần nữa cho các bạn này xem thằng này nháy ạ à, một đi xe nháy này nháy lần thứ hai nháy lần thứ hai lấy cho thầy 5 điểm tuyệt đối được chưa và bây giờ thầy quay lại một cái tình huống khác nữa đi vẫn là một tình huống khác vẫn là vào ban đêm như thế này này đây là tình huống số 48 nhá đây là tình huống 48 chúng ta vẫn cứ để một là đi xe này hai là vô lăng một đi xe hai vô lăng à thằng này nháy đúng không vô lăng nháy trước để nháy sinh nhan hai lần Lợt cái cùng quê em thầy à vậy hả các bạn cùng quê các bạn thả tim lên cái nào nhấp 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 cho thầy cái nào có tình huống nào nháy ba lần luôn thầy không cứ xin xin nhàn cứ để nháy hai lần như đây và đây các bạn ơi nãy giờ chúng ta học được uh, đào được một tiếng ba mươi ba mươi bốn ba mươi lăm phút rồi các bạn ạ thì bây giờ